Hello, chào cả nhà. Bữa nay hai mẹ con mình đang đi biển nha mọi người. Nhưng mà đi hơi trễ nè mọi người, nên xuống đây xe nhiều hơi bị kẹt xe hơi lâu chút xíu. Chỗ xe cỡ đầy xuống tới đó tìm chỗ đậu xe chắc bỏ con mắt đó mọi người. Tại vì cái mùa hè này á muốn đi biển á, cái chỗ đó chuyên dành cho mấy đứa con nít á. Ở xuống đó mà muốn tìm chỗ đậu xe nó dễ với là nó gần, là mình phải đi sớm mọi người, giờ mình đi hơi trễ rồi biết không. Xuống đó chắc không chỗ đậu xe, không có chỗ đậu xe đâu. Thôi bây giờ cứ đi thôi, hên xui thôi, chủ yếu là vui là được rồi, vui là chính mà. Đi nha. Bây giờ tìm chỗ đậu xe nè mọi người. Chỗ này là đậu free hết á, chỗ này đậu nó không không phải không cần phải trả tiền biết không, nhưng mà đi nó hơi xa, nhưng mà chỗ đây là gần rồi đó. Thấy nếu mà chỗ đây không có chỗ đậu xe nữa thì họ phải đi xa nữa mọi người. Mà đi tay xách nách mang là mệt. Mà vô vô chỗ đây này, chỗ đây là đã gần nhất, chỗ đây là tiện nhất, nhưng mà muốn đi là phải đi sớm nha mọi người. Wow. There's probably no parking in City Hall. I'm sure. No, we park over there. Because a lot of people park. Chính thức hết chỗ đậu xe nha. Trời, có nhiều người đi trước mình á, thấy đứng quá trời luôn, người ta đợi đậu xe. Có đâu tới phiên mình. Thôi bây giờ mình vô đậu, chỗ này mình đậu nè. Chỗ này còn nè, tìm thử ha. Yes. Trời hên ghê mọi người, mà đang đi tìm chỗ đậu xe thì chiếc xe đỏ đỏ đó. Đó, nó đang ra rồi đó. Mình đợi thì mình vô thôi biết không? Cái chỗ đó là parking là perfect luôn đó. Hên là mình vừa tới biết không? Mình tính đậu ngoài á. Đậu thí đậu đại biết không? Bây giờ và hên cái là vừa tới là người ta dê ra thì mình đi vô thôi. Chỗ này đậu xe nó mát mẻ sướng luôn. The wind. Yeah. Down there, honey, not here. I know. Over there, honey. They have a seat over there. You go anywhere you want. Oh, hey, water. Lucky duck. Giờ tranh thủ tìm chỗ ngồi. Mình được thích ngồi chỗ mát. Con gái mình thích ngồi ở ngoài nắng đó mọi người, thấy không? Làm gì làm đi biển là phải sức kem chống nắng nha mọi người. Phải có kem chống nắng không thôi là da nó bị dễ bị lão hóa biết không. Lão hóa nói như là bị dễ bị ung thư da biết không. Bởi vậy phải làm gì làm không thích. Nhiều mấy đứa nhỏ nó không thích kem dưỡng da, kem chống nắng, nhưng mà phải bỏ vô cái hộp cho tụi nó. Ok. Chỗ này á nó có water đây nè mọi người, nó có nước water park cho mấy đứa nhỏ thôi, nhưng mà chỗ đậu xe thì nó không nhiều. Thank you.
water cold, honey. What? I nước là lạnh lắm đó. Trời ơi, 80 mấy độ mọi người, mà sao trời nước. Nước nó lạnh kinh khủng luôn á. Nó lạnh vậy sao mà tắm. Trời ơi, mình là mình sợ lạnh. Mới đâu chứ. Thấy nhiều người lắm nhưng mà không ai xuống tắm ấy mọi người. Tại vì thứ nhất á, nước biển á nó cạn rồi biết không? Hình như mình đi biển hình như là phải canh giờ canh ngày nữa biết sao á. Nước nó lên, nước nó xuống được biết không? Mấy đứa nhỏ ở trên bờ nó chơi thôi, nước nó lạnh quá. It's so cold, hả? Water is so cold. Ngồi á hả? Đẹp việc thôi. Đẹp sơ sơ thôi, tắm gì nữa. Lạnh quá mà. Trời nước ở dưới đá thôi chứ chết rồi. Nước nó cạn rồi. Nước mà lên tới đây nè. Lên tới bờ tắm nó. Nước
chỉ đói đó. Bây giờ đi ăn trưa mọi người. Vô đó coi thử nó bán gì nha. Thêm mình nó mà đen. Bây giờ đói nữa đó, giờ mua kem hay mua gì ăn biết, rồi ăn xong rồi mới về đó. Mà trời, với lại nước nó lạnh quá mọi người, đúng không? Ok, bây giờ mẹ có mình về nha mọi người nha. Ok, bây giờ mẹ có mình về nha cả nhà. Ok, mệt rồi, bây giờ về. Ok, bye bye cả nhà nha. Bây giờ mình về và vẫn còn có nhiều người vô biết không? Mình về 2 giờ mấy, 3 giờ. Thường thường mình thích đi buổi chiều hơn, buổi chiều mình sẽ chơi tới chiều luôn biết không? Còn sáng thì sáng sớm thì nó còn oxy lạnh biết không? Ok, bye mọi người nha. Bây giờ mẹ có mình về. Ok, bye bye. Thank you.